Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng 22 tháng 11 tại Công an tỉnh Lai Châu, cụm thi đua số 2, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Cụm thi đua số 2 gồm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc: Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chào mừng hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo ở Công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số 2. Với khẩu hiệu hành động xuyên suốt phong trào thi đua năm 2023 của cụm thi đua số 2, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an các đơn vị trong cụm đã làm tốt chức năng tham mưu và là lực lượng nòng cốt, xung kích, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động phong trào thi đua bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của Bộ Công an và địa phương. Nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, lập công xuất sắc, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội là tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt trên 90%. Phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, phát hiện bắt giữ trên 4.200 vụ, hơn 5.400 đối tượng phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, công tác điều tra xử lý tội phạm đã bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023 của Công an 7 tỉnh thuộc cụm thi đua số 2. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Công an các đơn vị đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới Tây Bắc. Hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc là dịp để công an các tỉnh đánh giá kết quả đạt được, nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công an 7 tỉnh phát huy trí tuệ, thảo luận, tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, kế hoạch nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong cụm thi đua số 2, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh và khu vực Tây Bắc trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định của cả khu vực. Thưa quý vị, Công an 7 tỉnh miền núi phía Bắc thuộc cụm thi đua số 2 Bộ Công an vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cho gia đình đồng chí Đại úy Vừa A Di, Phó trưởng Công an xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, thường trú tại tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ. Đồng chí Đại úy Vừa A Di là cán bộ dân tộc Mông có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Trước khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình đồng chí phải thuê phòng trọ, nuôi mẹ già yếu và hai con nhỏ. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Công an 7 tỉnh miền núi phía Bắc đã huy động cán bộ chiến sĩ quyên góp được 140 triệu đồng để xây tặng nhà nghĩa tình cho đồng chí Vừa A Di. Sau gần 4 tháng thi công, cùng với số tiền vay ngân hàng và được sự giúp đỡ hỗ trợ của đồng chí đồng đội, người thân, công trình nhà tình nghĩa đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo về đời sống của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an 7 tỉnh đối với cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội, tạo sức mạnh lan tỏa tinh thần đoàn kết của lực lượng công an nhân dân, là nguồn động viên kịp thời giúp cán bộ chiến sĩ giảm bớt khó khăn để yên tâm công tác. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí, ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ chỉ huy cùng cấp năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 2 dự và chỉ đạo hội nghị, Đại tá Thảo A Pinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã thẳng thắn nêu những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đề ra chủ trương biện pháp để khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục nêu cao tính tiền phong gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên.
Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cán bộ chỉ huy cùng cấp năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong năm 2023, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác phê bình, tự phê bình, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân trong khu vực, phòng thủ vững chắc, phối hợp với các cơ quan chức năng, các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tuần tra kiểm soát địa bàn, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngô Vụ Đông được coi là cây trồng chính vụ của người dân trên địa bàn huyện Tam Đường. Đây cũng chính là cây mang lại thu nhập cao cho người trồng. Theo đó, để đảm bảo năng suất hiệu quả, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo người dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại. Vụ đông năm nay, huyện Tam Đường triển khai gieo trồng gần 200 ha các loại cây rau màu, trong đó diện tích ngô là 73 ha với cơ cấu giống gồm ngô nếp HN88, CP888, CP333, trong đó diện tích ngô nếp chiếm phần lớn. Đối với người dân huyện Tam Đường, ngô nếp vụ đông được coi là chính vụ và mang lại thu nhập cao cho người dân. Bởi vậy, ngay sau khi thu hoạch lúa vụ mùa, nhiều hộ dân trên địa bàn của huyện đã đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo trồng ngô dưới chân ruộng lúa để đảm bảo cho cây ngô phát triển tốt. Người dân chủ động chăm sóc phòng trừ các loại sâu bệnh hại. Năm nay thì ở xã có vận động trồng ngô vụ 3. Nhà tôi có trồng 1.500 m², cũng là năm nay nó cũng hiện tượng là có nhiều sâu bệnh. Tôi có đi kiểm tra thì có phát hiện có sâu thì tôi cũng đi mua thuốc về trừ sâu. Ngô mình cũng hiện tại cũng đang phát triển tốt. Đối với cây ngô không khó chăm sóc, nhưng vụ đông này thường hay xuất hiện sâu bệnh như là sâu keo mùa thu, đục thân, vàng lá sinh lý. Vì vậy, để đảm bảo diện tích ngô phát triển tốt, song song với việc chăm sóc làm cỏ bón phân, thì công tác phòng trừ sâu bệnh hại cũng được người dân hết sức chú trọng, đặc biệt là sâu keo mùa thu. Nhà tôi thì trồng 2.000 mét ngô. Bây giờ là đợt đầu là tôi cho ăn đạm, tôi xúc một lần. Thế còn sau một tháng nữa là tôi lại cho ăn một lần nữa để tôi xúc tiếp một lần nữa. Cái mùa này thì chỉ có sâu keo thôi. Nó cứ ăn từ trong lõn này. Ban ngày thì nó không ra, nhưng bên đêm là nó ra, nó ăn màng hết lá ra, xong là nếu mình không phun kịp thời là hỏng hết, cây ngô nó rũa hết ra đấy, không được ăn đâu. Trong thời gian vừa qua thì hiện tại trên địa bàn huyện Tam Đường đang tổ chức sản xuất vụ đông, trong đó thì có cây ngô. Thì đối với cây ngô thì cũng có khá nhiều loại sâu bệnh, mà đơn cử như ở đây là có sâu keo mùa thu. Đối với để chăm sóc cho cái diện tích ngô đông của mình phát triển, sinh trưởng phát triển tốt thì với cơ quan thì cũng đã khuyến cáo tới Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cũng như nhân dân trên địa bàn là tăng cường công tác thăm đồng ruộng. Từ đó là nếu phát hiện sâu bệnh nhiều thì cũng phối hợp với các cơ quan để cơ quan tư vấn những cái loại thuốc làm sao để phòng trừ tốt nhất trên diện tích. Đối với ngô đông, hiện nay diện tích trà sớm đang trong giai đoạn phát triển từ 7 đến 8 lá, chạp muộn mới được từ 2 đến 3 lá. Nhờ được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tốt nên hiện nay diện tích bị nhiễm sâu bệnh không nhiều và hầu hết người dân đã thực hiện phun phòng trừ không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã có sự lan tỏa đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ. Thấm nhuần lời Bác dạy, đồng bào các dân tộc miền núi phải biết vươn lên đánh đuổi giặc sốt, giặc đói, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Chi ủy cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 2, thị trấn Sìn Hồ đã tích cực học tập và làm theo lời Bác dạy với những phần việc cụ thể hết sức thiết thực như trồng hoa hai bên đường. Và ngày 25 hàng tháng, người dân trong khu phố đồng loạt dọn dẹp vệ sinh khu phố. Ngày lễ Tết đều treo cờ Tổ quốc và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Chi bộ ở đây vận động gia đình, mọi gia đình là trồng hoa trước cửa nhà, rồi thì tham gia lao động hàng tháng, là lao động vào 25 hàng tháng, rồi treo cờ Tổ quốc.
dọn dẹp và tự ý thức dọn dẹp vệ sinh trước cửa mỗi gia đình, rồi dọn dẹp và vệ sinh chung. Về làm cụ thể theo bác thì là bản thân tôi là bí thư chi bộ thì tôi cũng triển khai cho các đoàn thể của khu cũng như là nhân dân trong khu phố là thực hiện, là chúng tôi cũng đã làm được những việc là trồng được hoa hai bên đường và đến hiện nay thì hoa cũng đã lên rất đẹp. Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ có tổng số 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 215 đảng viên. Để kết luận 01 đi vào cuộc sống, Đảng bộ thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản. Các xã làng, người có uy tín trong cộng đồng, phương tiện thông tin đại chúng giúp đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Đảng bộ đã làm tốt việc xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức của Bác một cách cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của mỗi cán bộ đảng viên. Nhiều cán bộ sâu sát cơ sở, gần gũi lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Trên địa bàn thị trấn thì cũng đã ngày càng xuất hiện ngày càng nhiều các cái tấm gương của các cái tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác, như là chi bộ khu 2, chi bộ khu 3, chi bộ trường trung học cơ sở thị trấn. Và kết quả thực hiện cái kết luận 01 của Bộ Chính trị ấy, đã có những góp phần quan trọng trong việc thực hiện cái kết quả thực hiện các cái chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ thị trấn đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thưa quý vị, thưa các bạn, để đẩy mạnh bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 04 về bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Huyện Mường Tè đã ban hành kế hoạch và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nghị quyết đề ra. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh có cuộc phỏng vấn với ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Mường Tè về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Vâng, thưa đồng chí, là để thực hiện nghị quyết 04, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy huyện Mường Tè đã thực hiện những cái giải pháp trọng tâm như thế nào trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện? Thứ nhất là huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các xã thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn các xã và từng dân tộc để tổ chức truyền dạy lại những cái nét văn hóa của các dân tộc cho các cái thế hệ trẻ. Thứ hai nữa là duy trì các cái Tết cổ truyền và duy trì các cái lễ hội và duy trì phục dụng các cái lễ hội cúng mạng để nhớ lại về cái cội nguồn của các dân tộc này. Đấy, cái vấn đề nữa là có các cái chế độ hỗ trợ chính sách như là hỗ trợ về cái trang phục dân tộc và hỗ trợ về có cái đề án để xây dựng cái chữ viết cho người Hà Nhì, rồi là các cái thiết chế văn hóa. Thì hiện nay trên địa bàn huyện Mường Tè thì các cái nhà văn hóa ở các bản đã được coi là bổ sung kinh phí để xây dựng và tôn tạo, chỉ đạo các cấp ủy chính quyền là tổ chức tốt các cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn bản. Việc phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc đã đạt được những kết quả ra sao? Thì hiện nay đấy thì huyện cũng đã xây dựng các cái nhà văn hóa để là cái nơi sinh hoạt được cộng đồng, thì toàn huyện đã xây dựng được 95 nhà văn hóa trên 110 nhà văn hóa, rồi là đã hỗ trợ kinh phí về cấp cái trang phục cho các dân tộc ít người
như là dân tộc Mạng, dân tộc Sina và dân tộc Cống. Đấy, và huyện cũng đã chỉ đạo là xây dựng các cái không gian văn hóa ở khu vực thị trấn, để khi tổ chức các cái lễ hội thì các không gian văn hóa, đặc biệt là các không gian văn hóa của các dân tộc ít người. Trong thời gian tới thì thực hiện tốt những nghị quyết của bốn, huyện Mường Tè sẽ có những cái giải pháp trọng tâm là sao? Các dân tộc ít người, mà đặc biệt những cái dân tộc dưới 10.000 người, thì đời sống kinh tế của các dân tộc này là còn khó khăn. Và hiện nay xu thế là tầng lớp thanh niên đi học rồi là đi lao động ở các cái vùng ở nơi khác về, thì cái việc mà lưu giữ rồi là duy trì các cái bản sắc của văn hóa các dân tộc này thì có thể là sẽ bị mai một nếu như mà không có một cái chính sách trọng tâm trọng điểm để duy trì các cái bản sắc của các cái dân tộc ít người. Trong cái thời gian tới thì đối với huyện thì tiếp tục chỉ đạo, lãnh chỉ đạo về phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn của các dân tộc ít người nói riêng. Cái vấn đề thứ hai là tiếp tục thực hiện tốt các cái chương trình hỗ trợ, các chương trình dự án của nhà nước đối với các đồng bào này, và thực hiện các cái dự án có hiệu quả, rồi là người dân được thừa hưởng các chương trình dự án là phải thật hiệu quả, đặc biệt là các cái thiết chế văn hóa của các cái dân tộc ít người, các thiết chế văn hóa là phải đảm bảo, như là xây dựng nhà văn hóa thôn bản, rồi là hỗ trợ về các cái trang phục dân tộc, rồi là hỗ trợ về các cái nhạc cụ, rồi là các cái hoạt động của đội văn nghệ thôn bản thì cần hỗ trợ kịp thời và duy trì những cái nét văn hóa của các dân tộc đó, làm sao mà nó mang tính bền vững, hiệu quả. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia phỏng vấn. Trước và sau các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phong Thổ đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri theo quy định tại 17 trên 17 xã thị trấn, được 9 đợt, 54 lượt điểm, được 3.840 lượt cử tri tham gia. Kết thúc hoạt động tiếp xúc cử tri, đã kịp thời tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, phân loại gửi tới các sở ban ngành tỉnh xem xét trả lời. Đồng thời, chỉ đạo các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri tại thôn bản. Kết thúc hoạt động, đã kịp thời phân loại ý kiến gửi tới Ủy ban nhân dân huyện xem xét trả lời tới cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng nhân dân các cấp huyện Phong Thổ đã tổng hợp 283 kiến nghị gửi tới các cơ quan đơn vị xem xét giải quyết. Tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816, bệnh viện vệ tinh. Trong năm qua, ngành y tế tỉnh đã cử 13 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tiếp nhận các kỹ thuật từ tuyến trên như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, trong các lĩnh vực như hồi sức sơ sinh tại phòng sinh, kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương, Holter, huyết áp, chăm sóc trước, trong và sau sinh, đồng thời phối hợp với các bệnh viện tổ chức đào tạo cho 157 cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật từ xa đã giúp cho nhiều bệnh nhân được cấp cứu điều trị kịp thời, không phải chuyển tuyến, giảm bớt nguy cơ tử vong và chi phí cho bệnh nhân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.